Chào tất cả các em. Sau đây sẽ cùng các em giải bài 8 sách giáo khoa môn hình học 12 trang 52 phần câu hỏi trắc nghiệm. Cụ thể bài 8 như sau: Hình lập phương ABCD A', B', C', D' có cạnh bằng a, được chưa? Cạnh bằng a. À, một hình nón có đỉnh là tâm của hình vuông ABCD, đây thì gọi tâm S, được chưa? Và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông a phẩy b phẩy c phẩy d phẩy được chưa diện tích xung quanh của hình nón đó là được chưa muốn tính diện tích xung quanh chúng ta sẽ phải tính bán kính đường tròn đáy cũng như độ dài đường sinh được chưa thì chúng ta sẽ có đó là bán kính r trước hết là chúng ta bây giờ thầy sẽ gọi s gọi ac giao bd giao bd tại s tại s được chưa à, a phẩy c phẩy giao đây s đây được chưa giao B giao B phải D phải tại O đây O đây tại điểm O nhá tại O đây điểm O đây được chưa? Thì ngay lập tức chúng ta sẽ có đó là uh, bán kính đường tròn đáy bán kính đường tròn đáy đường tròn đáy r sẽ bằng uh, OD đúng không? OD bằng b phải, d phẩy trên 2 và bằng a căn 2 trên 2 tại vì b phẩy d phải, đó là đường chéo của hình vuông cạnh a được chưa rồi r bằng od bằng od phẩy thầy xin lỗi bằng od phẩy được chưa od phẩy r bằng od rồi bây giờ chúng ta sẽ tính độ dài đường sinh chính là sa phải, được chưa thì chúng ta sẽ có đó là sa a phẩy là hình chữ nhật hình chữ nhật tại vì so sẽ vuông góc với A phẩy O SO nó sẽ song song với A phẩy mà A phẩy vuông góc với đáy mà SO là hình chữ nhật chữ nhật nên chúng ta suy ra SA phẩy lúc này sẽ là độ dài đường sinh sẽ bằng căn bậc 2 của SO bình cộng OA phẩy bình được chưa SO bình cộng OA phẩy bình SO bình thì chính là căn bậc 2 của A bình OA phẩy sẽ là cộng a bình trên o a phẩy chính là o d phẩy cộng a bình trên 2 và cái này sẽ là bằng căn 3 trên căn 2 a được chưa rồi vậy vậy s xung quanh sẽ bằng pi r l được chưa l chính là đứng sinh và chúng ta thay số l chính là s a phẩy pi nhân a căn 2 trên 2 này nhân căn 3 trên căn 2a và cái này sẽ bằng pi a bình căn 3 trên 2 và chúng ta sẽ phải chọn chọn c nhé các em đáp án là c rồi rồi chúng ta kết thúc toàn bộ bài tập số 8 tại đây